ăn mày mệt quá rồi nhà vua. Ngươi để cho ta đi, ta sẽ vẽ cho ngươi một bức tranh chân dung đẹp tuyệt vời. Bức tranh chân dung chỉ có quý tộc mới được vẽ chân dung thôi, mà mình ăn mày mà lại còn được đích thân nhà vua vẽ tặng cho. Ôi trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Xong chưa nhà vua ơi, xong chưa? Mỏi chân quá rồi. Có xong rồi, có xong rồi. Nhanh lên, mỏi quá, ăn mày mỏi quá rồi đấy nhà vua. Xong chưa? Xong rồi. Hả? Ăn mày đẹp như thế này mà nhà vua vẽ gì mà mông thì cong, mặt thì như con ngựa, con chuột thế này giống thế. Nhà vua vẽ ăn mày thế này thì dù như không thể chấp nhận được. Thế để ăn mày vẽ cho nhà vua một bức chân dung nhá. Xong chưa, xong chưa? Gần xong rồi nhà vua, chỉ còn một tí nữa là xong thôi. Phải cấp tốc cho nhanh. Ui. Anh mày. Ngươi làm gây hết màu của ta rồi, ta không cho chơi nữa. Đi đi. Nhà vua sướng thật đấy, muốn cái gì cũng có, mà chẳng may mình làm gãy một cái màu, thế mà đuổi mình không cho mình chơi cùng nữa. Bạn có làm sao không? Để gọi vào đây. Mình không sao, không sao, cảm ơn bạn. Không sao là tốt rồi, bye bye nhá. Mình cho bạn đôi dép này đi cho đỡ đau chân này. Cảm ơn bạn nha. Bạn không cần phải ngạc nhiên đâu, mình có thứ bạn đang cần nè, tặng bạn. Đây là chiếc bút thần kỳ, vẽ gì được đấy, nhưng mà chỉ dành cho những người tốt bụng như bạn thôi. Mình tặng bạn. Cây bút thần kỳ à? Mình cảm ơn bạn nha. Bye bye bạn. Bye bye. Nhà vua đừng có khinh thường ăn mày. Ăn mày có cái bút thần kỳ, vẽ gì được đấy đây này. Đừng lừa ta, ta hơi bị thông minh đấy. Nhà vua không tin ăn mày à? Thế để ăn mày vẽ cho nhà vua xem. Bây giờ vừa đói vừa khát nước, mình sẽ vẽ một que kem. Xong, một que kem đây rồi. Ha ha ha, đây mà là que kem à? Đây là con cá chứ. Ngon lắm nhà vua. Chưa vậy, cho ta vẽ với. Ăn mày không cho nhà vua mượn đâu. Lúc nãy nhà vua có màu, nhà vua đâu cho ăn mày chơi cùng đâu. Ta cho ngươi quả mít này. Quả mít này á? Quả mít thối như thế này, ăn mày lấy làm gì? Giả nhà vua này, giả nhà vua này. Ta cho ngươi mượn vương miệng của ta. Cái vương miện này của nhà vua đẹp thật đấy các bạn ạ. À, đội vào là ăn mày giống nhà vua rồi. Đẹp không các bạn? Đẹp không các bạn? Ui. Bây giờ ta sẽ vẽ một cái lợn để ta cắm trại. Xong rồi, đi hình. Thế này mà cũng gọi là lều hả nhà vua? Thế lều này có cắm trại được không? No. Thế thì để ăn mày vẽ lại cho. Tinh. Wow. Xong. Lều cun. Chuẩn bị biến hình. Xịn chưa? Wow. Lều cun đây mà, chiếc bút này ở thật đấy. Ta-da! Này, nếu mà nhà vua ấy không có bút thần nhưng mà ai vẫn muốn có lều cun ấy thì chỉ cần ấy săn thẻ khám phá trong mỗi lớp giữa cun dạng hộp giấy 110-180ml là đổi được đó. Nhưng mà nên nhớ là phải sưu tầm thật nhanh đó. Thời gian ấy đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 là hết hạn rồi đó. Lần này ta rất thích vừa rộng rãi vừa chắc chắn. Ta mà mang đi cáo trại thì quá tuyệt. Ô. Oh.
đó là áo choàng biến hình cool, có mũ đội đầu, vừa che nắng vừa ngầu. Áo choàng đó cũng là quà cool khi đổi thẻ khám phá được đó. Hấp dẫn quá, ngươi nói rõ hơn xem nào. Tích lũy 24 thẻ khám phá đổi lấy một chiếc gối siêu cool, gối này êm lắm, lại có hình rất là đẹp, thò tay được vào bên trong nè. Mùa đông đút tay vào đây hơi bị ấm luôn đấy nhà vua. Tích lũy 36 thẻ khám phá đổi được một chiếc áo choàng biến hình cool giống như của bà tiên kia kìa. Và chỉ cần một thẻ đặc biệt là đổi được lều cun siêu cấp rồi. Wow. Lều cun rất đẹp luôn, xung quanh có hình lông dân siêu phàm này. Wow, đây này, rất là đẹp luôn, chắc chắn. Mà bên trong thì rất là dạ uy. Nhà vua, đây có phải lều của nhà vua đâu mà nhà vua ngủ. Dậy. Thấy lều êm quá, đẹp quá, nằm ngay các bạn ạ. Nếu đã có thể khám phá cun ở trong tay rồi thì nhà vua hoặc các bạn ấy thì chỉ cần mang đến đại lý sữa cun này, hoặc cửa hàng sữa cun gần nhà này, hoặc liên hệ fanpage cun, hoặc là liên hệ đến số điện thoại 1900 633 571, sẽ có anh chị hướng dẫn đổi quà cho nhà vua và các bạn đó. Quá tuyệt! Bây giờ ta sẽ vẽ một hồ khô báu để cho nhiều tiền và nhiều vàng. Nhà vua đúng là tham lam mà. Xong rồi chuẩn bị bí hình thôi. Úng ba la. Được rồi đây nhà vua ơi, biến thành một hộp kho báu luôn. Chắc chắn trong này có nhiều vàng nhiều tiền lắm nhà vua ạ. Đây chỉ là một đồ chơi trôn thôi các bạn ơi. Nhà vua sợ quá, tham quá đấy mà, nên không biến được thành đâu. Bây giờ anh mày sẽ vẽ một cái đồng hồ, mà bên trong đồng hồ đấy còn có cả ô tô. Xong, đồng hồ, ô tô. Úng ba la biến hình. Nhìn này các bạn ơi, đã biến hình một chiếc đồng hồ có ô tô ở bên trong đây này. Mở ra. Đây. Nhìn này. Đẹp không nhà vua ơi. Chiếc ô tô này còn có thể đi được đấy. Để anh mày đeo vào tay đã nhá. Đi này. Thấy chưa nhà vua, thấy chưa? Hay đấy. Bây giờ ta sẽ vẽ một người giống như ta để chơi cùng ta. Một nhà vua đã mệt lắm rồi, thế mà nhà vua lại còn định nhân bản mình nữa à? Xong. Để xem nhà vua vẽ. Nhà vua vẽ mình nhé. Biến đi. Biến đi rồi này nhà vua ơi. Ui, đây là phiên bản của nhà vua đây á. Đây giống nhà vua đây. Nhà vua nhân bản mình ra đây các bạn ạ. Giống như con đười ươi hay là con tinh tinh ấy các bạn ơi. Con này chơi cô thích lão như này. Ui rồi. Ui, bẹp rúng mặt rồi các bạn ơi. Xong rồi nó lại lành lại à. À, gõ. Đâu, ăn mày thử cho nào. Ui, bẹp mặt rồi nhà vua. Rồi, dí nó lại trở lại bình thường đúng không? Ui, đâu? Ui. Nhìn này, thả từ trên cao xuống xem. Ui, rồi ôi, bẹp dính chân luôn này. À, thả đâu. Ui, con này còn có thể kéo dài ra được này. Ui, dài này các bạn. Chỗ này. Cú lách. Wow, bẹp dính rồi các bạn ơi. Ui ôi, đây là phiên bản lỗi của nhà vua. Là nhà vua mang về chơi cùng đi. Nhà vua đang mải vẽ nên xin gì cũng được các bạn ơi. Ăn mày vừa mới xin nhà vua được hộp sữa cun chocola lúa mạch thơm ngon lắm các bạn ạ. Mà lại còn giàu dinh dưỡng từ sữa và chocola lúa mạch, mang đến năng lượng dồi dào. Uống hết, tí nữa lại ra xin hộp nữa. Pizza, ta rất thích ăn pizza. Bây giờ ta sẽ biến hình pizza. Rồi, biến hình pizza cái này nhà vua ơi. Nhà vua biến hình cái pizza gì mà đen xì xì đấy. Nhà vua, ăn đi, pizza của nhà vua mà. Ui, để xem nhà vua ăn. À. Đắng phải. Cái pizza như thế này mà sao không đắng. Từ nay giờ, ta về không được cái gì cả. Tôi ta giả bút cho ngươi này. Tại nhà vua tham lam quá nên cây bút không giúp nhà vua đâu. Nhà vua phải giúp đỡ người khác thì cây bút mới giúp đỡ nhà vua. Này, giả nhà vua. Ta đi về đây. Ăn mày cũng đi về đây. Nhà vua có sao không? Ui, đi đứng phải cẩn thận chứ. Tại nhà vua đi chậm quá đấy. Tại anh mày đi vấp ngã vào nhà vua đấy.
Ừ, thế thì tại anh mày xin lỗi nhà vua. Mà thôi, bây giờ đi về đi. Mà các bạn ơi, các bạn ở nhà đừng quên thư tập thể khám phá để đổi được nhiều quà của cun nhá. Còn bây giờ video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Bye bye các bạn nhá, bye bye.